Ngày hội đoàn viên, hội viên năm 2024 vừa được Công an tỉnh tổ chức. Đây là dịp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ trong toàn lực lượng. Tại ngày hội đoàn viên, hội viên 2024, lãnh đạo Công an tỉnh phát động cuộc vận động tự hào một dải non sông trong Công an tỉnh, đồng thời trao tặng bản đồ Tổ quốc Việt Nam cho các đơn vị treo tại nơi làm việc. Công an tỉnh trao tặng chứng nhận mẹ đỡ đầu của Ban Phụ nữ Công đoàn, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh cho bà Sandy Lê Quế Phương, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Long Nhiên, vì đã nhận đỡ đầu cho cháu Đặng Quỳnh Chi, sinh năm 2018, là con của đồng chí Đặng Duy Đông, cán bộ phòng PC07 đã qua đời, với kinh phí hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng. Sau lễ khai mạc, ngày hội đoàn viên hội viên diễn ra các hoạt động sôi nổi, team building, thi trang trí gian hàng ẩm thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn lực lượng công an.